có chữ giờ em lên. Dưới đây bấm nút đi. Chấm nhà. Lấy chiếc xe kia chở nhiều anh Thuận. Chiếc xe nãy chở được nhiều lắm. Cái bạn nãy hả? Ừ. Để chiếc này lên đi. Lấy đây chiếc này đi lấy thêm chiếc kia nữa. Hai chiếc xe luôn. Ừ. Từ từ chân lắm nghe Lâm ơi. Kéo đi, đẩy hả? Con mời cô bác
lớn tuổi đó, rồi lên nhận trước ha, rồi mình cứ lên lần lượt đây, mỗi một hàng về lên 6 người nha. Dạ. Rồi giờ bà con cô bác lên đi. Rồi 6 dạ. Người sáu, lên. Dạ. Rồi đó là hôm nay đó, rồi vậy đúng rồi đó. Lấy phiếu đi thăm nội. Rồi ai có tiếp đưa gạo dùng bán. Có hàng rồi, cái đó 7 hàng rồi. Đi ra ngoài đi, chuyển cho con cái nó mẹ. Cái ra đi nấu đi. Ờ, tiếp chị nha. Ờ. 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 Lên nữa. Rồi vậy nhờ sư sắp xếp giùm ha. Dạ. Chưa đủ rồi. Sao rồi. Thằng áo vừa gọn. Một hàng đến ngự ngự vô coi. Rồi. Vô thu phiếu là để hồi là không thu rồi hồi là phát không đủ á. Đây cô thứ bao giờ chưa lại nữa rồi đó, lên 6 người nữa. Rồi 6 người lên đủ 6 người đứng rồi. Rồi lấy luôn 2 phần à, lấy chút thiếu một phần rồi chứ chưa. Rồi em. Được, đưa vô. Không rồi. Con chưa? Lấy rồi, em lấy rồi hết rồi. Lấy rồi chơi vô. Phân hai nha. Đây là 7 hàng rồi, sắp vô 6 hàng rồi. Rồi vô 6 này đi. 6 hàng ngồi ra 7 rồi. Cái này mấy năm anh ơi còn thùng nữa. Đi xuống mà hả? Đi xuống, sáu người đi lên. Năm rồi nè. Đủ rồi. Hai phiếu lấy phiếu trước đi, một phiếu rồi lấy làm phiếu. Mình nhận quà đi. Cô bả bưng ra cho bả đi. Bưng ra ngoài đây rồi cho nó tranh thủ. Từ đi, đứng đủ 6 người đi. Anh. 5 người ơi, thêm người nữa. Ừ, lên luôn. Rồi, thiếu 3 người. Cho sắp lấy đi. 6 hàng á, sắp 6 hàng 6 người lên được rồi. Giờ lãnh ra con phiếu chết chứ ôm ấy. Thì ông đánh phiếu đi rồi mượn lên đánh phiếu rồi. Vậy đó hả? Rồi. Rồi lên 100 người nữa. 100 người thôi. Chia đều 100 người đi. Gạo đây nè. Tôi nhận một phiếu trước nha. Rồi sao đó. Bác nhận sau phiếu nha. Tại đây nữa. Phiếu. Năm hôm em nhận rồi, cái đó 2 phiếu rồi nha. Bả hả? Người em trai thì phiếu đâu? Đi. Ba nắm đi đến hàng 6, ba hàng đi, xếp hàng để bà công ta la. Ừ. Để tới chuyện cũng gọi mà. Rồi 6 người đi, xếp hàng 6 người đi. 2, 3, rồi đưa 3 phiếu nữa. 4, 5, 6 rồi, đủ rồi đó, 6 phần. Này phiếu đâu? Lấy rồi anh ơi. Rồi ba. Rồi đứng 6 người đi. Rồi từ từ 6 người tiếp đi. Hàng nghe để rồi. 6 người cái đi vô nè. 6 người chưa? 5 người. Rồi nhỏ đủ rồi đó, nhỏ vô nhỏ. Từ từ vô đủ đó. Vô nhỏ vô vô đi mà chạy vô đi. Chạy vô đi. Tôi nhận một phiếu trước thì con nha. Lấy phiếu đi rồi ngồi nữa. Rồi, bỏ đi nè. Để con. Lấy gọn bên đây nè nha. Lấy gọn vậy đi. Ở phía đây. Ừ. 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 Ừ.
Thiện xin mến chào các cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay tại địa điểm chùa Đường Xuồng, xã Long Thạnh thì Thiện cũng có phát tặng cho bà con nghèo ở nơi đây là 100 phần quà gạo mì gói. Thì quà đây của gia đình cô Trúc Ân, Minh và bé Thảo. Thì ở đây thì Thiện cũng chân thành cảm ơn các cô chú anh chị đã gửi quà về cho bà con, để bà con có quà ăn trong những cái tháng mưa bão lũ lụt khó khăn này. Thì đứng kế bên Thiện đây là anh Thoảng, phó chủ tịch xã, cũng có đôi lời gửi lời cảm ơn tới các cô chú đã gửi tiền về cho Thiện mua quà cho bà con nghèo. Thì kính thưa các cô chú, các anh chị ở nước ngoài cũng như ở trong nước, thì hôm nay thì cũng được xã Long Thạnh được đón nhận những phần quà từ tấm lòng hảo tâm của các cô chú anh chị ở nước ngoài cũng như trong nước đã gửi hỗ trợ giúp đỡ cho những hộ nghèo, những người già cả neo đơn ở trên địa bàn xã Long Thạnh để giảm bớt được cuộc sống khó khăn. Thì cũng xin thay mặt đảng ủy, hội đồng dân, ủy ban dân, ủy ban mặt trận tổ quốc xã Long Thạnh xin gửi lời chân thành cảm ơn đến các cô chú, các anh chị, các quý vị đã có tấm lòng hảo tâm chia sẻ giúp đỡ những phần quà này. Thì những phần quà này thì cũng đã góp phần khắc phục được những cái khó khăn trong cuộc sống đối với những người già cả neo đơn và những người có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Thì cũng xin thay mặt tất cả bà con được đón nhận phần quà hôm nay, thì cũng xin chân thành cảm ơn các cô chú, các anh chị cũng như các nhà hảo tâm đã đóng góp cho bà con ở trên địa bàn xã Long Thạnh. Và cũng mong muốn tới đây cũng được đón nhận nhiều hơn nữa những tấm lòng quý báu của bà con cho bà con nhân dân nghèo, những người già cả ở địa phương. Thiện xin mến chào các cô chú anh chị và các bạn. Ngày hôm nay Thiện tiếp tục trao quà và thả cá phóng sinh. Thì cái phần quà hôm nay Thiện nhận được của cô chú, gia đình cô chú Trúc Ân, Minh và bé Thảo gửi cho Thiện 100 đô để thả cá phóng sinh. Thì Thiện cũng có mua cá lóc, cá chê để thả trở về sông. Thì đây toàn bộ là cá lóc đồng, cá chê đồng hết. Thiện sẽ ghép chung cái video thả cá này cộng với cái video phát quà, đăng chung một clip. Thì Thiện cũng cảm ơn gia đình của cô chú và các em rất là nhiều đã gửi tiền về đây để thả cá phóng sinh cũng như tặng quà cho bà con nghèo. Thì Thiện sẽ thả cá lóc trước nha. Cá lóc nó nhảy dữ lắm. Để đây cho nó nhảy luôn nè. Này. Này là cá lóc đồng, toàn bộ là cá lóc đồng hết. Thì đây là cái nguồn cá đồng tự nhiên đó mà mình phải gìn giữ để nó còn sinh sản, sinh sôi ra nhiều cái thế hệ khác nữa. Nam Mô A Di Đà Phật, trở về sông nữa thôi. Đó. Trở về sông vui vẻ đàng hoàng ha. Này thả nước ra chút xíu là nó nhảy cho mọi người coi nha. Có nước thì nó không nhảy đâu, không có nước là nó nhảy. Này cá lóc đồng nó nhảy dữ lắm. Nam Mô A Di Đà Phật, trở về tự nhiên đi. Này cá lóc lứa lứa. Nè,
đây cá cá lứa lứa không. Thiện rút kinh nghiệm những lần trước á, thì mình tranh thủ xả thả buổi sáng đó để những con cá này nó còn mạnh, nó không có bị hao hụt. Thì tại vì do bữa hổm trời bị mưa đó cho nên không có thả được, thì tranh thủ không có mưa đó thả sớm để con cá nó không có bị ngợp chết. Nam mô A Di Đà Phật, dở về sông đi. Rồi đây nguyên một thao bự luôn, cá lóc không à bữa nay. Đó, nhóc hết trơn luôn. Nam mô A Di Đà Phật, trở về xong luôn. Nhảy thì đã. Đó. À, sau nào mà bay ngược lại vỏ máy đó thì tí xíu nữa thì bắt thả ra trở lại. Đó. Cá chê vàng đó, thì những con cá này nó cũng là cá lứa lứa mới lớn trở về xong. Thì Thiện đa phần là không có thả cá nuôi, thả cá chê, cá lóc, cá rô, cá đồng thôi. Thì những cái nguồn thủy sản này nó hiếm hơn những con cá nuôi. Cá nuôi thì người ta nhân nó ra nó dễ hơn, những con cá này thì cần được bảo tồn. Đó, cá chê vàng không. Rồi mấy em nãy bay vô đây thả ngược lại. Còn quá bự chứ. Cái chì vàng đâm nó đỡ nhất hơn cái chì trắng. Cũng đau chết. Nó đâm cũng đau. Trời, nó trơn. Thiện chân thành cảm ơn gia đình cô Trúc Ân, Minh và bé Thảo đã gửi tiền về đây để Thiện có điều kiện để làm thiện nguyện giúp bà con nghèo như là thả cá phóng sanh. Thì Thiện cũng chúc sức khỏe tới gia đình của cô bác và các em, thì chúc mọi người được nhiều sức khỏe.